Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Trung Ngọc, sinh năm 2000 trú tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó vào cuối tháng 2 năm 2024, Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Hát trú tại quận Bắc Từ Liêm về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo của chị Hát vào tối cùng ngày, khi chị điều khiển xe máy Honda Vision có mời chào một nam thanh niên đi vui vẻ, hai người thỏa thuận đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống trên đường Phạm Hùng thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 1 để hành sự. Trong lúc chị Hát không để ý, nam thanh niên đã dùng gạch đập vào đầu chị Hát, khiến chị bị ngã xuống đất. Chị Hát chi hô cướp cướp, liền bị đối tượng dùng tay đấm vào mặt và bụng của chị. Khi thấy chị Hát không chống cự được nữa, nam thanh niên đã lục túi sách của người phụ nữ, lấy đi một điện thoại di động Nokia 105 và chìa khóa xe máy. Khi chị Hát chạy ra ngoài đường, phát hiện chiếc xe máy đã biến mất cùng với chiếc điện thoại iPhone 12 trong cốp xe. Trong sự hốt hoảng, chị tìm đến cơ quan công an để trình báo. Tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân, Công an phường Mỹ Đình 1, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tổ chức lực lượng cùng phối hợp điều tra làm rõ. Sau 3 ngày kể từ khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã xác định được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của chị Hát là Vũ Trung Ngọc, tổ chức bắt giữ khi Ngọc đang lẩn trốn trong một ngôi nhà nghỉ trên địa bàn quận Đồng Đa tại cơ quan công an ngọc khai nhận thấy người phụ nữ vừa có tài sản mà lại dẫn mình vào bãi đất trống nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản do không có sự chuẩn bị từ trước nên khi thấy chị hát đi vào khu này ngọc đã cầm theo nửa viên gạch lợi dụng lúc chị hát không để ý đã đập gạch vào đầu chị biết người phụ nữ đã bị khống chế Vũ Trung Ngọc lục lọi lấy tài sản, lấy được chiếc chìa khóa xe máy, Ngọc nổ máy bỏ chạy đến khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình thì dừng xe mở cốp, bên trong cốp xe Ngọc thấy có một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max, Ngọc liền tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục bỏ chạy đến khu vực phường La Khê, quận Hà Đông. Sáng ngày 23 tháng 2, Ngọc đã lên mạng xã hội Facebook đăng bài bán chiếc xe máy Honda Vision với giá 7 triệu đồng, sau đó Ngọc đã thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa để tiếp tục lần trốn. Khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 2, Ngọc đã mang chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max đi cầm cố với giá 9 triệu đồng, dùng số tiền đó vào việc ăn tiêu và chơi game. Vừa qua, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã đưa ra xét xử vụ án hình sự xảy ra ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tại phiên tòa, căn cứ các tình tiết trong hồ sơ vụ án và diễn biến xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình đối với bị cáo Võ Tiến Mạnh, 22 tuổi, chú xã Quang Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Theo hồ sơ vụ án, vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023, Trung úy Đỗ Văn Tú, cán bộ công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đang trong ca trực. Nhận được tin báo tại khu vực tổ 5 thị trấn An Bài xuất hiện đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp. Đồng chí Tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin. Trong quá trình xác minh, bất ngờ đối tượng rút dao thủ sẵn trong người tấn công đồng chí Tú, gây thương tích nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do có vết thương quá nặng, trung úy Đỗ Văn Tú đã hy sinh hồi 23 giờ 45 phút cùng ngày. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm bỏ trốn sau khi gây án, giám đốc công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, tổ chức truy xét nóng đối tượng. Sau nhiều giờ, ban chuyên án đã bắt giữ được đối tượng gây án là Võ Tiến Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình. Công an tỉnh Thái Bình sau đó đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ Trung úy Đỗ Văn Tú theo nghi thức công an nhân dân và phong tục tập quán địa phương. Sau đó, Trung úy Tú đã được thăng cấp hàm lên Thượng úy và truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Liên quan đến vụ việc anh T V Q, 25 tuổi, quê quán Quảng Bình tạm trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị bạn đâm tử vong do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Long, 24 tuổi, ngụ đường Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin ban đầu, Long hiện đang làm việc trong lĩnh vực IT, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông mặc trang phục giống trang phục của lực lượng công an và ẩn ý cho rằng đây là hung thủ gây ra vụ việc. Điều này đã làm nổ ra những đồn đoán không hay trên mạng xã hội. Thông tin trên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ giao các phòng đơn vị nghiệp vụ xác minh sự việc và có thông tin cụ thể. Vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 6 tháng 4 vừa qua, Long và Quy cùng ba người bạn đến ăn nhậu tại quán ăn trên đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu. Trong lúc ăn uống, Long và Quy xảy ra mâu thuẫn, hai bên cãi nhau, xô sát Long đập vỡ vỏ chai bia rồi cầm phần vỏ chai thủy tinh vỡ tác động vào vùng cổ của Quy. Cú đâm khiến Quy mất nhiều máu, gục tại chỗ và tử vong. Công an quận Hải Châu cho biết Long chưa có tiền án tiền sự. Long và Quy là bạn học. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Mới đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm thuộc đoàn luật sư Hà Nội, người được ủy quyền đại diện cho gia đình anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi quê Ninh Bình, tạm trú thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tử vong sau khi làm việc với công an huyện Long Thành Đồng Nai, làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, luật sư Thơm là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình anh Đức trong suốt quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Luật sư Thơm cho biết, bước đầu tôi đã làm việc với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và nộp đơn theo đúng quy trình thủ tục hiện cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Long Thành để điều tra. Trước đó, gia đình anh Đức nhận thông báo của cơ quan huyện Long Thành, nội dung là việc khiếu nại của gia đình anh Đức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Vì vậy, Công an huyện Long Thành đã chuyển tố giác kèm theo tài liệu có liên quan cho cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để giải quyết. Như đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức đến làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây dối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo giấy báo tử của Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngưng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngưng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm, đùi phải trái, liên quan đến vụ việc công an tỉnh đồng nai đình chỉ công tác đối với đại úy thái thanh thương cán bộ điều tra phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và điều tra viên lưu quang trung cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện long thành đây là hai cán bộ triệu tập và làm việc trực tiếp với anh vũ minh đức